Ngươi làm gì đấy? Đăng quốc in đất. Ôi, à đây, mai Ngư Hoàng tổ chức lễ hội đấy. Mặc đồ đẹp rồi đây này, sắm cho đôi giày nữa. Đi ra chợ mua giày đây. À, làm đồ thật đẹp thôi như tham gia lễ hội nhá. Đi trước đây. Phải may cho con gái một bộ đồ thật đẹp mới được. Xuống đi con. Bẩn thỉu nhà quê đấy. Ai ăn chơi mày? Ăn á? Còn lâu nhá. Đi về đi. Bố ơi, người ta chơi con là đồ nhà quê. Người ta dám chơi con là đồ nhà quê à? Đi theo bố.
đừng bao giờ khinh thường người khác. Hai, em đồng ý làm người yêu anh nhá, đồng ý làm mẹ của con anh nhá. Thôi, ai lại đi làm người yêu với đồ bẩn thỉu nhà quê nhanh. Thôi. Về đi, bỏ ra đi, đừng bao giờ khinh thường người khác. Chào anh em gì mới ở đây à? Dạ vâng ạ. Ai thuê anh vậy? Cô giám đốc dọn vệ sinh ạ. Dọn vệ sinh thì cũng phải sạch sẽ một xíu, đã vậy còn dẫn đứa con gái nhà quê bẩn thỉu. Hà ơi. Dạ giám đốc. Mai sa thải anh này giúp tôi đi làm nhà, dọn vệ sinh phải sạch sẽ một xíu nhá, bẩn thỉu mùi lắm. Em thưa chủ tịch ạ. Sao? Cô bất ngờ lắm đúng không? Hôm trước
Tôi chỉ đến kiểm tra xem cô quản lý thế nào thôi. Nhưng mà cách quản lý của cô khiến tôi thất vọng đấy. Ôi chủ tịch, là hôm trước em không có ý đâu ạ, em xin lỗi ạ. Thôi, từ mai cô không phải đến công ty nữa đâu.